Được biết là chị cũng đã về Việt Nam tham gia biểu diễn rồi thì cái phản ứng của cộng đồng người Việt ở tại Hoa Kỳ vào cái thời điểm mà chị về Việt Nam diễn đấy nó như thế nào ạ? Hoàn toàn không có phản ứng gì hết anh, là bởi vì tôi từ lúc mà tôi hát cho tới bây giờ, thứ nhất là tôi không có thích chính trị, thứ hai là tôi cũng không có dính tới chính trị. Tôi chỉ có cuộc đời của tôi chỉ có hát, hát và hát thôi. Và anh biết rằng âm nhạc nó là không biên giới. Thành ra tôi tại sao tôi có thể hát được ở bên Pháp, bên Úc, bên Anh, bên Đan Mạch, bên nói kia thì tại sao tôi không hát được trên quê hương tôi? Vâng. Nhưng cái thời điểm mà tôi hát trở về đó để hát thì hơi trễ, như anh biết cách đây chỉ có 2-3 năm thôi. Và họ cũng đặt ra cho tôi câu hỏi là tại sao trước đây chị không về mà bây giờ thì chị mới về. Thì tôi nói rằng trước đây tôi không nghĩ tới. Có rất nhiều lời mời của rất nhiều ông bầu phòng trà cũng như rất nhiều các trung tâm tôi không nghĩ tới. Nhưng bây giờ sở dĩ mà tôi về tôi nghĩ tới là bởi vì tôi e rằng tôi sẽ bị trễ. Ý tôi muốn nói là tôi sẽ già mất. Và còn nếu ví dụ như mà cộng đồng có phản ứng gì với tôi về việc tôi về thì tôi coi tôi cũng đến tuổi thì tôi cho là về hưu là cũng đúng thôi. Nhưng may quá không có phản ứng gì cả anh ạ. Vâng. Giả dụ rằng là ca sĩ Khánh Ly quyết định về nước để quyết định quay về Việt Nam để biểu diễn đó thì cái điều đó có làm cho ca sĩ Lệ Thu ngạc nhiên không ạ? Hoàn toàn không. Bởi vì với tôi đó, một nghệ sĩ mà thực sự là thì trước sớm hay muộn cũng phải đến cái đó thôi. Anh hiểu không? Có thể bị khó khăn, trục trặc một vài cái gì đó, nhưng mà sau cùng với nghệ sĩ họ không ai làm khó khăn đâu, họ không có khó dễ đâu. Lệ Khánh Ly cần phải về 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 quê hương, về Việt Nam để hát, để cho các đồng bào mình nghe. Và kể như là tới nay là đã được 5 thập niên chị tham gia trong cái con đường nghệ thuật rồi. Thì có cái buổi biểu diễn nào mà chị cảm thấy nhiều kỷ niệm nhất trong cái con đường nghệ thuật của mình? Vâng, tôi nhớ lại cách đây khi tôi về Việt Nam, tôi hát tại Viện Quốc gia Âm nhạc. Mà theo theo như những người ở trong đó họ nói đó là cái đó chỉ dành cho những dàn nhạc giao hưởng thôi, không dành cho một ca sĩ nào solo cả. Tôi một mình tôi hát ở cái Viện Quốc gia Âm nhạc đó. Để tôi kể anh nghe nhé. Dạ. Đầu tiên đó, bắt đầu chương trình là 8 giờ. 8 giờ rồi. Ở trên cái screen đã chiếu những cái slide vẽ ấy nữa rồi. Nhưng mà vẫn chưa bắt đầu. Tôi mới cho rằng là trục trặc kỹ thuật chăng hay là có chuyện gì không? Không anh ạ. Phải 15 phút sau mới bắt đầu. Anh biết lý do tại sao không? Tôi cũng thắc mắc như anh là họ muốn tất cả ngồi im hết, có đi restroom, có hò, có nói chuyện, có gì đi im ắng hết rồi mới bắt đầu. Và quả thật thú thật với lại anh ấy, tôi hát trong cái buổi đó trên cả cái xuất sắc của tôi đó, tôi xin lỗi anh, cái đó tôi muốn nói là của tôi đó, tôi chứ tôi không nói ai, tôi không có khoe đâu, nhưng mà tôi nói rằng là tôi hát với tất cả những cái đam mê của tôi trong cái buổi đó. Bởi vì tôi thấy những cụ già từ dưới Tây Ninh hay là những ông già ở dưới Cần Thơ lên, chắc là cái đó cùng promo với tôi, cùng lớp với tôi. Thế thì tôi hát hết chương trình rồi và khoảng gần 20 bài một mình tôi. Anh tưởng tượng điều gì ra không? Tuyên bố chấm dứt rồi. Dạ, chương trình trình diễn của Lệ Thu đến đây đã chấm dứt và xin cảm ơn đại khái, chúc quý vị ra về bình an và lái xe cẩn thận, đại khái như vậy. Không một ai đứng dậy cả, không một tiếng nói gì cả. Tôi sợ quá, tôi bảo tôi chưa hề gặp cái trường hợp đó.
Thì ra cái đó là cái biểu hiệu của họ muốn nghe nữa, họ không muốn về. Thế tôi mới cũng nhanh trí đâu bảo, thế quý vị muốn nghe Lệ Thu hát nữa. Lúc đó họ mới ồ lên, họ bảo vâng, chúng tôi muốn nghe nữa, và tôi bonus hai hai ba bài. Thì cái đó nó làm cho tôi vừa xúc động vừa ngạc nhiên, bởi vì trong cuộc đời đi hát tôi chưa có nhiều khi chưa hát xong đã lục tục ra về, hay là không thật á, tại vì họ sợ kẹt xe. À, có nhiều khi xong rồi mới là ào 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 ra về, nhưng mà tuyên bố chấm dứt rồi vẫn ngồi yên. Đó là cái cảm giác. Năm bậc cái đen cái buổi biểu diễn Năm đó là năm năm hai 2010. Hey, vâng. nghệ sĩ về Việt Nam thì thực sự ra là tôi thì mà bạn nhiều là nghệ sĩ thì tôi thấy chả còn người nào trong cái cộng đồng Việt Nam này chưa về Việt Nam, nếu có thì cái số lượng nó quá ít, từ Chế Linh cho những khó khăn cho tới Thanh Tuyền cho tới Lệ Thu, cùng cái thời của Khánh Ly là Lệ Thu, Thanh Tuyền thì họ về Việt Nam hết rồi. Rồi cái người mà gọi là thường xuyên với Khánh Ly là cô gì hát bài Lòng Mẹ cũng 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 về Việt Nam thường rồi. Thỉnh thử tôi chỉ đã đặt vấn đề của nó là trước hay sau thôi. Thì đúng ra là Khánh Ly đã có, theo tôi nghĩ là người ta đã sắp xếp cho Khánh Ly về Việt Nam trước rồi, nhưng mà Khánh Ly còn do dự gì đó không về, thì trước sau gì tôi nghĩ là Khánh Ly cũng về. Thì mình cũng phải thông cảm là một người nghệ sĩ có cái tiếng hát hay, thì cái mơ ước của người nghệ sĩ là đưa cái tiếng hát của mình càng nhiều người biết càng càng tốt, và càng nhiều người thích thì lại càng tốt. Mà bây giờ Khánh Ly thì tôi nghĩ là với cái tuổi tôi với Khánh Ly thì cũng là bạn ngày xưa, thì nếu mà Khánh Ly vào giờ này tôi cũng nghĩ là khoảng 68 tuổi hay là gần 70 rồi. Mà nếu mà bây giờ một ca sĩ mà để cho cái tuổi tới 90 mới bắt đầu đi hát thì bây giờ tôi nghĩ là ở trong Việt Nam họ sẽ thất vọng, là vì có khi cái tiếng hát nó không còn nữa. Vậy thì bây giờ là cái lúc mà Khánh Ly không có cái choice, không có một cái lựa chọn nào hết. Nếu mà mình còn muốn đưa tiếng hát của mình cho người khác thì không thể nào để lâu hơn được nữa, là vì lớn tuổi quá thì mình phải công nhận là tạo hóa là như vậy, thì cô phải chấp nhận thôi. Tôi nghĩ là cô Khánh Ly trước sau cũng phải về, mà về sớm thì tốt cho cô á. Bên cạnh đó vấn đề tài chính nữa thì cũng là một cái điều lợi thôi. Một phần thì họ là muốn quay về để biểu diễn, đó là một cái thực tế, nhưng mà một cái thực tế mà nữa đó là cái khâu kiểm duyệt nghệ thuật, đúng không ạ? Mà cái đó là cái vấn đề của Việt Nam, thì cái khâu kiểm duyệt đấy nó là một cái mà làm cho mình rất là nhức đầu, đúng không ạ? Cái đó là cái mà tôi dùng cái chữ là trong cái khó nhất của người, là nếu mà mình giữ thể diện. Mình nói rằng bây giờ các ông bắt tôi hát một cái bài mà tôi lại không thích, mà phần thứ hai là tôi cũng không, thì cũng hơi khó cho tôi, đúng không? Bây giờ nhạc Trịnh Công Sơn thì nhiều, những cái bản ví dụ như Diễm Xưa là Khánh Ly nổi tiếng. Thế tuy nhiên là có một cái điểm khó nhất là mình cũng nên đòi hỏi chứ. Thí dụ Khánh Ly về Việt Nam, Khánh Ly có thể thưa quý ngài là quý ngài bắt tôi hát cái bản đó thì tôi không hát được, hoặc là tôi không không thích. Thì bây giờ mà cái bài đó nó không làm cho cái tên tuổi của tôi với Trịnh Công Sơn, thành thử ra bây giờ Khánh Ly có thể nói rằng tôi hát là vì tôi thích. Vậy thì các ông cho tôi hát cái bài mà đã đưa cái tên tuổi của tôi với Trịnh Công Sơn, hay là cái tên tuổi của tôi gắn liền với chi nhạc Trịnh Công Sơn, không cho tôi hát. Chứ bây giờ các ông hát những cái bản gọi là, thí dụ như các ông, tôi không biết là những bản nào kiểm duyệt, tuy nhiên là nếu mà các ông chọn nghệ thuật thì các ông bỏ bớt vấn đề chính trị. Khoảng ạ, thì đó là cái mà cái khả năng của Khánh Ly có làm được không? Thì anh em ở bên này giả sử có những người chống họ cũng nguôi ngoai được, chứ mình không không hát những cái bản mà gọi là có tính cách tuyên truyền, hay là thí dụ, hay là cái bản là không có lợi cho nhau, mà hát là vì phải miễn cưỡng. Tức là khi mà mình miễn cưỡng mình hát mà mình phải hát thương nhức nhối lắm chứ. Thí dụ như tôi với anh Chế Linh là bạn, thành thử đã mới đây gặp Chế Linh hỏi tôi hát những cái bài đó làm sao, mà thì thực sự ra Chế Linh bị trở ngại là vì Chế Linh hát những cái bài mà họ không kiểm duyệt, thành mà những cái bài không kiểm duyệt thì nó mới là cái đưa tên tuổi Chế Linh là Chế Linh. Bây giờ mình đi hát những cái bài mà không phải các ông kiểm duyệt, các ông thích, nhưng mà nó không làm cho Chí Linh tên tuổi, thì cũng giống như là nhạc Trịnh Công Sơn thì nó nhiều. Bây giờ lại cô lại về, cô phải tập những cái bài mà có tính cách ca tụng ở bên kia một chút,
thì cái điều đó, những cái bài đó không phải là những cái bài mà làm cho Khánh Ly nổi. Cái thời sinh viên của tụi tôi, cái thời đó thì nó có những gắn liền, thì ví dụ như ca khúc Da Vàng, hay là có những cái đó thì nó có hơi phản động một chút, nhưng mà tôi cũng chỉ thí dụ tôi muốn nói là Khánh Ly nói rằng tôi nổi tiếng nhờ những bài đó thì xin cho ông cho tôi hát những bài nổi tiếng của tôi. Chứ bây giờ tôi hát những bài kia thì người ta không hiểu tại sao Khánh Ly hát những bài như này chẳng hạn thế. Mình thì mình chỉ đoán thế thôi, chứ mình cũng chưa biết là họ kiểm duyệt những bài nào. Tuy nhiên cái kho tàng của nhạc Trịnh Công Sơn thì nó cũng có cái phức tạp. Thì Trịnh Công Sơn có nhiều nhạc, thì tôi cũng hy vọng là mình không Khánh Ly đi không phải là đóng vai của một cái người cán bộ tuyên truyền, mà Khánh Ly đi với cái vai của một người nghệ sĩ hát mà người ta muốn biết Khánh Ly là ai, là như thế nào, và những bài nào nổi tiếng, thì cái đó nó hay hơn mà.